Xin chào các bác, chào mừng các bác đã trở lại với trang Kính Cổ Kính Xưa. Trước tiên tất cả các bác luôn quan tâm đến em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em thì các bác hãy đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải bên dưới video và bác hãy nhấn nút quả chuông để mỗi khi em lên video thì các bác sẽ được cập nhật những video mới nhất nhanh nhất thường xuyên của em. Vì ngày nào hàng ngày em đều có video. Để tránh mất thời gian em vào phiên ngày nay. Phiên ngày nay thì em có một cái cân bọc vàng đầu chữ nhỏ còn rất là mới bao. Cái này sản xuất năm 1967. Đấy, còn rất mới nhá. Bây giờ mình khăn ở đây, quấn vào nhá, khỏi sức mắt. Đấy, vào khăn, nâng nâng trứng hứng hoa đấy, rất là cẩn thận đây này. Trước tiên xem đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó chỉ đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa. Số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo của em. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi một cái phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, cái phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp lý về phương tiện đó. Thời gian gửi là từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 đến 4 ngày, tùy theo thiên tai, dịch bệnh, bão lũ. Rất mới nhá. Đây là con cân bọc vàng đầu chữ nhỏ, sản xuất giai đoạn 1950-1960. Hai càng là khắc đảo chiều American Optical 1/10 12 kgf 51/2. Rất là rõ ràng. Ở cầu giữa là ao 1/10 12 kgf. Các bác ở tỉnh xa hết yên tâm rằng em sẽ gửi phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa và phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp lý em gửi đó. Thời gian gửi là từ 1-2 ngày, chậm nhất là 3-4 ngày, tùy theo thiên tai, dịch bệnh, bão lũ. Cái kính này thì nó cũng nguyên đầy đủ hết, hộp bao khăn và còn rất là mới, thế là giá thành nó rất là cao đấy, em cũng phải nói rõ luôn là như thế. Giá của nó là 27.800.000 chuẩn giá nhé, không phích nhé. Sản phẩm bán ra là bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, có yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản Amazon, bác nào chuyển ship code thì vui lòng đặt cọc 100k, đó gọi là giao hàng vô tiền đấy. Về thời gian bán hàng thì là từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, cũng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào kể cả ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến đột xuất của em đi gửi hàng, giao lưu đồ cổ đồ xưa, đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho anh em bạn bè người thân. Đấy. Các bác đến điện thoại trước chứ không em đi thẩm định và định giá cho anh em và người thân đấy, thì em đến điện trước thì em sắp xếp thời gian để ngồi lại các bác lắng nghe thấu hiểu cái gì bác nói và em tư vấn chuyên sâu về đồ cổ đồ xưa cho các bác hiểu sâu hiểu rõ, bao gồm là đồng hồ, kính bút nhấn, bật lửa, đồ cổ đồ xưa, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm. Đó là cái giá trị rất lớn. Về sau các bác có thể đi trong nước ngoài nước, các bác có thể mua bán đâu nó luôn luôn tự tin chiến thắng, đó là cái giá trị cực kỳ lớn các bác nhận được. Giá cây này là 27.800.000 nhé. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được qua chất qua test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Về cây này thì em không phải giới thiệu nhiều vì nó còn quá mới nữa. Ngay cả cái bao nó cũng rất là mới. Đấy. Rất là mới luôn. Bao da zin mà cây này sản xuất năm 1967. Đấy. Lai lịch của nó rất là rõ ràng. Về hình thức mua bán thì em nói rồi, về thời gian, về giờ. Thời gian mà từ mở hàng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần. Với điều kiện là các bác điện thoại trước, các bác đến đột xuất quá thì em đi gửi hàng là không gặp, nó hơi tiếc. Thì các bác điện thoại trước thì em dành đủ là thời gian để lắng nghe thấu hiểu cái gì bác nói. Các bác mua đâu có mua, các bác hãy chọn nơi mua bán lâu năm có cái thương hiệu uy tín và đó là đảm bảo có tính pháp nhân pháp lý, chứ đừng có mua ở những cái chỗ mà địa chỉ là không rõ ràng, không công khai, không minh bạch. Số điện thoại thì 10 số đổi mới 11 số là toàn xin khuyến mại, xin rác là nhiều. Đừng bao giờ mua số đó. Về thị trường kính cơn giả dởm rất là nhiều. Trên thị trường giả dởm rất là nhiều, cả cái đồng hồ đeo tay. Cho nên các bác hãy lựa chọn những cái nơi mà mua bán nó có cái thương hiệu lâu năm uy tín.
ở Hà Nội cũng Sài Gòn, em có một số anh em là 2 mấy năm, 3 mấy năm, chẳng hạn như cửa hàng em là cũng 2 mấy năm, ở đầu ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo. Đấy. Vì số điện thoại của em là hơn 20 năm. Em có anh bạn là bán đồ cổ đồ xưa ở trong Sài Gòn, là số điện thoại là 25 năm, từ năm 96. Đấy. Người ta không cần đánh đổi cái mất đi uy tín một vài triệu, một vài chục triệu, một vài trăm triệu, một vài tỷ đâu. Bởi vì người ta đã gây dựng 20 năm, 30 năm thì nó phải là khác so với những thành phần họ bán trên những cái trang thương mại điện tử như Lazada, Sendo, Shopee. Mua bán nhưng mà chắc nha, qua phần mềm, không công khai địa chỉ, không có địa chỉ, địa chỉ thì chung chung không có giảm. Số điện thoại thì là 11 số SIM khuyến mại, SIM rác, 10 số, 10 số đời mới, lúc gọi được lúc không. Đấy, các bác hết sức điều tâm lý nhá. Các bác cứ hay lầm tưởng là cái lượng đăng ký kênh theo dõi là vọt lên là 7.000, 8.000, 9.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000 người. Thấy tưởng là uy tín nhưng thực chất là không, bởi vì là địa chỉ không rõ ràng, không minh bạch. Đấy, và thường thường hay nói chung chung, không rõ ràng, không công khai. Các bác tuyệt đối không nên mua bán lên chỗ đó. Đó là cái khuyến cáo của em là như thế. Tại sao em vẫn khuyến cáo là mua bán nên đến tận nơi tận nhà? Có làm sao có để ăn vạ? Đấy mới là cái giá trị chứ, còn bây giờ cứ hẹn nửa đường. Em từng nói ví dụ như một số trang mạng xã hội như Facebook, như có cái nick giả, nick ảo như Nguyễn Thanh Thanh Hương năm ngoái, năm nay đổi sang nick khác nhé. Nó bán toàn kính cơn giả, kính cơn nhái. Kính cơn mà bán gì, kính cơn mà bán kính cơn như thế này. Đấy, cái kính cơn của em đây là 27 triệu 800 mà nó bán bao nhiêu bác em? Giả, nhái, dởm. Nó bán có 7 triệu 8 triệu. Mà kêu mọc vào người đầu chữ nhỏ đấy, không bao giờ có ra đó. Một số bác vẫn bị lầm tưởng, tưởng mua vào đồ rẻ. Của rẻ là của ôi, mà của đời nuôi là của không ngon. Các cụ người ta đúc kết rồi. Đấy. Thì các bác lựa chọn là chỗ nào mà có cái thương hiệu uy tín lâu năm, mua bán lâu năm về đồ cổ xưa. Các bác thể không mua bán được, nhưng các bác có thể học hỏi được người ta, nắm bắt được người ta về đồ cổ xưa. Lần sau đi đâu, ở chỗ nào, trong nước ngoài nước, các bác mua bán rất tự tin, hiểu sâu về đồ cổ xưa. Đấy là cái giá trị cực kỳ lớn. Hà Nội đến Sài Gòn đấy đều có những người mua bán đồ cổ xưa rất lâu năm. Các bác nên hãy nên lựa chọn những nơi đấy, đừng nên đến chỗ mới. Cái ai tầm cái độ hiểu biết người ta nó còn ngắn, còn hạn chế. Ở đây là em có nói về gièm pha hay chê bai, nhưng bác hãy để ý rằng là cái địa chỉ không công khai và thường thường nói chung chung, không rõ ràng, không chi tiết. Đấy. Những quan điểm em là dự xem là rõ ràng, rành mạch, chi tiết từ câu nói, hành động đến cái video, chi tiết bên dưới video, nó phải rõ ràng. Đó, đó là cái giá trị. Tại sao một số bác thắc mắc bảo cái lượng đăng ký kênh của cậu mà sao lại có 1.400.000 mà thấy được 5 năm rồi. Em là không câu like, không câu view. Bởi vì em là rõ ràng rành mạch, không thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing. Thẳng và thật, chân tình, chân thật, chân thành, rõ ràng ngay từ ban đầu. Một số bên là họ cứ thuê bên đơn vị thứ ba câu like, câu view. Mới một năm mà lên 7.000, 8.000, 9.000, năm rưỡi 2 năm mà lên 14.000, 15.000 đăng ký kênh theo dõi. Như các bác để ý là lượng kênh đăng ký nhiều thế nhưng mà không có số điện thoại, mà số điện thoại thì mập mờ, thay đổi số điện thoại liên tục, và địa chỉ thì không công khai, không rõ ràng, không minh bạch. Các bác không nên mua bán ở chỗ đó. Đó là cái lời khuyên chân tình của em. Mình mua bán bất kể đồ cổ đồ xưa hay hàng hiệu, các bác hãy nên đến tận nơi, có làm sao có thể ăn vạ được. Đấy là cái giá trị. Tránh tình trạng là em mua cái ghế nhựa ở một số trang thương mại điện tử khác đấy. Chắc qua phần mềm bây giờ lúc mình hỏi mình muốn là đổi sang cái ghế khác, nó có trả lời đâu mà. 5 ngày nó mới trả lời được một câu, xong cuối cùng nó cũng chả trả lời nữa. Thế cái ghế nhựa vài chục nghìn đấy, đấy là mua qua cái app chat phần mềm, em thử nghiệm xem như thế nào. Địa chỉ không rõ ràng, số điện thoại 10 số, 10 số đời mới, lúc gọi được lúc không. Đây là cái góc độ chia sẻ quan điểm, không nói xấu bên nào, không lên lớp, không dạy đời. Đấy. Thì tiền là trong túi các bác lựa chọn chỗ nào mà sao nó hợp tình, hợp lý, hợp ví, hợp tâm, hợp khung. Mua bán này có ai tầm. Một lần nữa rất cảm ơn các bác đã luôn quan tâm và theo dõi kênh của em. Các bác nào yêu quý kênh Kính Cổ Kính Xưa thì các bác có thể nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải bên dưới và nút biểu tượng quả chuông. Mỗi khi lên video thì các bác sẽ nhận được tin nhắn bíp bíp biết rằng em vừa lên video. Vì sắp đến đây em sẽ lên một loạt về nhân mỹ xưa. Rất cảm ơn các bác xem video. Xin chào, hẹn gặp lại ở phía sau.